Xin chào các bạn, các bạn thấy được là trong thời gian mấy ngày gần đây thì giá của BTC không thể phá được 11.000 đô. Các bạn thấy được là chúng ta có hai cái đợt dừng này nhất đó chính là cái ngày khoảng chừng là ngày 27 Tây thì các bạn thấy được giá Bitcoin đã lên tới cái mức là 10.955 và kế đó là ngày 28 tây cũng tương tự nhưng mà cuối cùng đã không phá được 11.000 đô và các bạn thấy được cái lần cuối cùng mà Bitcoin tăng trưởng trở lên sau cái đợt mà đi xuống đầu tháng 9 mà đã qua khỏi 1.000 đô là chỉ có thời gian ngắn vào cái thời gian này các bạn thấy được là cái lúc là ngày 16 tây tháng 9 và ngày 19 tây tháng 9 nhưng mà đây chỉ có thời gian ngắn sau đó Bitcoin lại đi trở xuống dưới 11.000 đô và cái giá 10.000 đô Bitcoin đã xoay quanh rất là nhiều tháng nhiều bạn thì liên tưởng tới cái thời gian đầu năm 2018 lúc mà giá Bitcoin xoay 1.000 đô thời gian cũng khá dài và các bạn thấy được là ngày hôm nay hôm nay là ngày 29 tây tháng 9 năm 2020 là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là giá của thị trường crypto phần lớn đều là màu đỏ. BTC bây giờ là 10.726 xuống 1,31%. Ethereum là xuống 1,97% và tương tự các bạn thấy đó rất nhiều những cái đồng lớn đã đi xuống ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian để mà nói về tình hình thị trường trong cái video này. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Có thể là khi mà các bạn thức dậy sáng hôm nay các bạn sẽ nhận được một số những cái thông tin liên quan tới Bitcoin Difficulty Ribbon Thì để tôi chia sẻ với các bạn một số những thông tin này có ý nghĩa như thế nào Thì như bạn cũng đã nhớ là tôi đã chia sẻ cái biểu đồ Bitcoin Difficulty Ribbon này cũng khá nhiều lần thì các bạn thấy được đây là một biểu đồ cho các bạn thấy được là cái lực bán của những cái thợ đào là bao nhiêu tại vì một trong những cái lực bán mà liên tục và có thể rất mạnh ở trong thị trường crypto khi chúng mà nói tới bitcoin đó chính là đến từ những cái thợ đào tại vì các bạn đã biết là thợ đào khi mà họ kinh doanh mở xưởng đào bitcoin thì họ cần phải có thu nhập thì đương nhiên là cần phải bán và các bạn thấy được là thời đào thì không phải là lúc nào cũng bán cùng một lúc và giống nhau Tại vì đương nhiên các bạn có thời đào mà có cái vốn hóa mạnh hơn Thì có thể là họ có khả năng để mà chờ đợi giá cây lên trước khi mà bán Những thời đào mà không có vốn hóa nhiều thì có thể là phải bán trước khi mà chờ đợi có thấy cái giá đi lên cái đỉnh được Tại vì các bạn thấy được là thời đào thì không có lý do gì họ muốn bán lỗ hết Tại vì họ đào Bitcoin này để, để bán kiếm lời Thì các bạn thấy để chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ở thời điểm hiện tại Đây là từ năm 2012 cho đến bây giờ thì cái tổng biểu đồ này nhiều bạn chỉ cũng đã biết là mỗi một lần mà các bạn thấy được những cái đường màu đỏ này mà khích lại với nhau đây chính là cái lúc mà lực bán rất là nhiều tại sao mà biểu đồ này biết được đó chính là dựa vào một những cái yếu tố quan trọng như là dựa vào cái độ khó trên mạng lưới của bitcoin và giá cả của btc mỗi một lần mà cái độ khó đào của bitcoin tăng lên mà giá cả đi hàng ngang hay đi xuống thì cơ hội là những thời đào sẽ bị áp lực bán rất là cao và các bạn thấy được là cái tình hình bây giờ để hình zoom vào cái thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy được là ở thời điểm hiện tại thì những cái đường này đang thích lại với nhau có nghĩa là chúng ta thấy được là có rất nhiều thợ đào đang bị cái áp lực là cần phải bán tại vì độ khó đào thì cứ lại tiếp tục tăng lên mà giá cả thì vẫn xoay quanh cái mức là 10.000 11.000 như là các bạn thấy trong thời gian mấy tháng qua chúng ta nhìn vào những cái thông tin mình thường chia sẻ trên những cái mạng xã hội ngày hôm qua thì các bạn thấy được là đã có rất nhiều những cái alert, những cái thông tin là có rất nhiều cái số lượng tiền đã gửi lên trên sàn để mà bán như là 262 đồng BTC, rồi 631 đồng BTC, rồi các bạn thấy được là 785 đồng BTC. có nghĩa là những cái cuộc chuyển lên này đáng giá các bạn thấy được là 785 đồng Bitcoin ở thời điểm hôm nay có nghĩa là đáng giá lên tới 8,3 triệu đô la. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình chung của những thợ đào ở trên CryptoCoin thì các bạn thấy được đây là cái biểu đồ từ tháng 7 cho đến thời điểm bây giờ là tháng 9 Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào video này các bạn thấy được điều thường zoom vào Ở thời điểm gần đây nhất thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là các bạn thấy là cái lực bán của những thời đào là rất là cao Cái biểu đồ này là đo lường cái số lượng Bitcoin rời khỏi những cái ví của những cái mà hội đầu lớn Các bạn thấy được là cái đường màu đen này đó chính là giá cả của BTC Và cái màu đỏ này đó chính là cái khối lượng Bitcoin rời khỏi ví của những thời đào thì trong thời gian gần đây các bạn thấy được là từ hôm qua cho đến bây giờ chúng ta nhận được rất nhiều những thông tin là có số lần lớn BTC đã rời khỏi ví của những cái hội đào đương nhiên rời khỏi để làm gì thì họ có thể rời khỏi để mà bán và khi mà bán thì các bạn cần nên hiểu là họ có thể bán vào spot market có nghĩa là bán thẳng vào thị trường có nghĩa là xả hàng vào thị trường thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới giá cả và họ có thể bán otc có nghĩa là bán dòng ngoài bán giao ước giá cả thì sẽ không có ảnh hưởng đến giá cả trực tiếp ở trên sàn nhưng mà chúng ta đương nhiên không biết được là họ sẽ bán như thế nào chúng ta chỉ có thể là biết được là có cái số lượng bitcoin lớn di chuyển ra khỏi ví của những cái thợ đào và mãi cho tới sáng ngày hôm nay các bạn thấy đào thượng vẫn tiếp tục nhận được những cái alert là các bạn thấy là chỉ sáng ngày hôm nay thôi là khoảng chừng là một giờ sáng đã có 500 đến một bitcoin là 5,3 triệu đô la đã di chuyển ra khỏi cái ví hội đào và các bạn thấy được là gần đây nhất là 7 giờ sáng cái tiền một tiếng 30 phút đã có 12.919 đồng Bitcoin có nghĩa là 138 triệu đã rời khỏi cái thợ đào và các bạn thấy được là tài liệu này gần đây nhất cho thấy được là đã truy được cái số Bitcoin này đã gửi lên trên sàn Bitmax, Binance và Kraken và cái phần lớn 11.578 BTC đã gửi vào sàn Big Max. thì các bạn thấy được là tuy là cái tình hình là đúng là những cái thời đào là đang bán rất là nhiều nhưng mà một trong những điều mà thuận đã chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta thấy những cái thợ đào mà di chuyển bitcoin để mà bán thì có nghĩa là ít ra một số những thợ đào nghĩ là thị trường bây giờ là cái sức mua cũng đủ mạnh để cho họ xả hàng tại vì nếu như mà họ muốn xả trực tiếp ở trên những cái sàn giao dịch mà cái sức mua không đủ mạnh thì họ càng bán giá sẽ càng đi xuống sẽ không tốt cho thợ đào Tại vì họ đào để mà kiếm lời cho nên họ cần phải bán được cái giá tốt Để mà có thể có tiền để mà tiếp tục kinh doanh Cho nên không có lý do gì mà họ muốn bán để mà để giá xuống Và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái thông tin gần đây nhất được chia sẻ bởi Klasno Thì như ta các bạn thấy được là có rất nhiều dẫn chứng cho thấy được là thợ đào đang bán rất là nhiều Nhưng mà dựa theo... Difficulty Ribbon thì các bạn thấy được là chúng ta gần như đã đến cái hồi cuối của cái lần bán này rồi. Tại vì những cái thợ đào mà cần phải bán bây giờ những thợ đào mà không thể cầm cự được Họ cần tiền mặt ngay lập tức cho nên cần phải bán. Những thợ đào mà có cái dũng hóa mạnh hơn, những xưởng đào mà lớn hơn thì có thể là họ không cần phải bán thời điểm hiện tại. Họ vẫn có thể là giữ được Bitcoin ở thời điểm này và không cần phải bán. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này được chia sẻ bởi Classno thì mỗi một lần mà chúng ta đến cái hồi cuối của cái đợt bán này là cái đợt tăng trưởng về mặt giá cả như là các bạn thấy được là Classno chỉ ra được là chúng ta nhìn vào thời điểm của tháng 7 năm 2019 thì khi mà các bạn nhìn vào con chuột ở trên màn hình thì khi mà cái đường màu vàng này mà rời khỏi cái đường đi ngang màu xanh lá cây này thì giá cả ở phía bên trên có nghĩa là màu đen là có cái sự tăng trưởng. Và cũng tương tự, các bạn thấy là điều tương tự cũng đã xảy ra là năm 2016 khi mà rời khỏi cái đường màu xanh lá cây này, cái đường màu vàng rời khỏi cái đường màu xanh đi ngang màu xanh lá cây này thì giá cả nghĩa là màu đen lại có sự tăng trưởng và tương tự năm 2015. Đương nhiên cho bạn hay đường ở đây chúng ta chỉ nhìn vào những cái gì đã xảy ra trong thời gian trước đây nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình hiện tại thì thật ra rất là khó nói tại vì một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu là chúng ta đang nằm ở trong một cái tình hình mà mọi người đều không rõ là kế tiếp sẽ ra sao mà thường nói mọi người ở đây là không chỉ riêng là những người trong thị trường crypto mà chúng ta cần phải nói tới là thị trường tài chính nói chung tại vì chúng ta đang ở một cái năm thứ nhất đây là một cái năm mà chúng ta gặp một cái trận đại dịch và trận đại dịch này là có ảnh hưởng trực tiếp đối với lại nền kinh tế cũng như là đối với lại cái sức tiêu thụ dẫn đến là ảnh hưởng đến cái thu nhập của những công ty và đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính nói chung và các bạn cũng thấy được là chúng ta lại nằm ở một cái năm đó chính là cái năm mà sẽ bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ và các bạn thấy được là ở thời điểm một năm qua các bạn thấy là cái đường màu đen ở phía bên trên này đi là cái biểu đồ cho các bạn thấy là cái sự tương quan giữa Bitcoin và vàng Bitcoin và chứng khoán Hoa Kỳ là như thế nào thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này ở phía dưới đây là cái số lượng tương quan giữa giá của BTC và giá của chứng khoán Hoa Kỳ chỉ số S&P 500 thì cái đường màu xanh này trong vòng một năm qua các bạn thấy là càng ngày lại càng tăng lên và lên tới cái đỉnh là khoảng chừng các bạn thấy là tháng 8 năm 2020 sau đó thì lại đi trở xuống một phần có nghĩa là giảm bớt cái sự tương quan và ngược lại các bạn thấy được là giữa BTC và vàng có nghĩa là cái đường màu đen nằm ở phía bên trên thì cái phần trăm tương quan là càng ngày càng đi xuống trong thời gian một năm qua nhưng mà đặc biệt điều mình thường muốn các bạn lưu ý là từ tháng 7 cho đến bây giờ có nghĩa là trong cái khoảng thời gian khoảng chừng là 3 tháng qua thì cái sự tương quan giữa Bitcoin và vàng và Bitcoin và chứng khoán thì đều đã có sự tăng trưởng, có nghĩa là ngay cả vàng và chứng khoán cũng có sự tăng trưởng tại vì bây giờ các bạn thấy được là mọi người vẫn đang lo lắng tình hình kế tiếp của dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đối với lại kinh tế như thế nào, đối với lại thất nghiệp, thu nhập công ty như thế nào và khi mà chúng ta nói tới bầu cử tổng thống thì ai sẽ là tổng thống sẽ làm ảnh hưởng đến những cái chiến lược như là liên quan đến kinh tế, liên quan tới thuế vân vân. Cho nên bây giờ là các bạn thấy là không phải là một cái thời kỳ tốt để các bạn có thể chẩn đoán giá cả được. Và chúng ta thấy được là những cái thị trường thì bây giờ có sự quan hệ càng ngày càng mật thiết hơn. Và tôi nghĩ là cái sự quan hệ này sẽ tiếp tục cho đến khi nào mà chúng ta xong bầu cử tổng thống. Có nghĩa là trong thời gian 2 tháng tới đây, nghĩa là vàng, BTC và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đi cùng một nhịp. Và các bạn thấy được là hôm nay thì chứng khoán Hoa Kỳ không được tốt lắm đã đi xuống 138 điểm cho chỉ số Dow Jones xuống 0,5%. S&P 500 thì xuống 17 điểm 0,5% và Nasdaq lại xuống 22 điểm 0,2%. Tuy nhiên, cái phần trăm đi xuống này là sau khi mà đã có sự tăng trưởng ngày hôm qua. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500, à, các bạn sẽ thấy được là trong vòng một năm qua, thì sau khi mà chúng ta thấy cái trận đại dịch bùng nổ Hoa Kỳ hồi tháng 3, thì chứng khoán của Hoa Kỳ đã đi xuống rất là mạnh và chỉ số S&P 500 từ đó đã có sự hồi phục và lại đạt cái đỉnh mới. Nhưng mà các bạn thấy được là trong thời gian một tháng qua, thì rất là rõ ràng là sau khi đạt đến mới đầu tháng 9 thì cũng tương tự như là BTC cho mình thấy được là BTC là đầu tháng 9 lúc đó là chúng ta thấy được là Bitcoin đã đạt được cái mức là 12.000 đô 12.100 đô và sau đó là đi xuống và cũng tương tự chúng ta nhìn vào S&P 500 thì đầu tháng 9 S&P 500 của Hoa Kỳ đã đạt được là 3 000 khoảng chừng là 3.581 điểm bây giờ chỉ còn có 3.334 điểm mà thôi đã đi xuống liên tục trong thời gian qua và chúng ta nhìn vào hàng ngày thì giá cả của chứng khoán Hoa Kỳ đã đi xuống đi lên liên tục chứ không có một cái xu hướng nào có thể là ấn định được và các bạn thấy được là bây giờ nếu như các bạn hỏi những chuyên gia chứng khoán thì không ai có thể cho các bạn biết được là ngày mai sẽ ra sao một số thì nói là sẽ tăng trưởng một số thì nói là sẽ tiếp tục đi xuống những người mà tin vào cái sự tăng trưởng thì nói là chúng ta sẽ thấy được cái sự hồi phục kinh tế tiếp tục. Nhưng mà một số người lại nói là nhìn vào tình hình của dịch bệnh, bây giờ lại có nhiều cái dẫn chứng cho thấy được dịch bệnh lại sẽ hoàn hành trong nhiều tháng tới đây khi mà mùa đông trở lại. Thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngoại trừ dịch bệnh ra, chúng ta lại còn có những cái thông tin như là các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay, nghĩa là thứ ba tại Hoa Kỳ sẽ là cái lần đối mặt đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden. Hôm nay sẽ là có đợt đối mặt đầu tiên và sau có được đối mặt ngày hôm nay, tùy theo là thị trường nghĩ như thế nào về ai thực sự thắng cuộc tối ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là cái sự phản ứng mạnh của thị trường chứng khoán ngày mai là sẽ ra sao. Cho nên chúng ta hôm nay lại có một cái event mà mọi người rất là lưu ý đến và cộng voi nói nữa chúng ta lại nhận được cái thông tin là tối ngày hôm qua thì Nancy Pelosi nghĩa là chủ tịch Hạ viện nói là sẽ đưa ra một cái đề xuất mới của gói hỗ trợ và cái đề xuất này sẽ là 2,2 nghìn tỷ đô la. Và sáng hôm nay thì cũng đã bàn bạc khoảng chừng là 50 phút với lại Steve Newton, có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hoa Kỳ. Thì điều mình không muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta sẽ không đi vào chi tiết là cái đề xuất 2,2 nghìn tỷ đô la này có những gì nhưng mà hai điều mà cần phải lưu ý đến có thể có sự ảnh hưởng trực tiếp đối với cái thị trường tài chính. Ở chính là chúng ta sẽ nói tới cái số tiền gửi tới những người dân có nghĩa là 1.200 đô và cái số tiền mà tiếp tục hỗ trợ thất nghiệp có nghĩa là 600 đô một tuần. Hai điều này là hai điều mà có trong cái đề xuất 2,2 ngàn tỷ mà được nói tới bởi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Đương nhiên, các bạn thấy được là có được thông qua hay là không thì đương nhiên là không ai biết được. Và cơ hội bây giờ nhiều người cho là cũng không có cao. Tại vì các bạn cũng đã biết là đảng dân chủ thì nắm rất là nhiều phiếu ở hạ viện nhưng mà thượng viện thì phần lớn là đảng cộng hòa cho nên nếu như mà có thể qua được hạ viện cũng chưa chắc là qua được thượng viện và chúng ta cũng đã biết là bây giờ thì mọi người đều muốn có một cái gói hỗ trợ ngay cả tổng thống donald trump ngay cả đảng dân chủ đảng cộng hòa đều muốn có một gói hỗ trợ kế tiếp để mà hỗ trợ người dân của hoa kỳ nhưng mà cái sự khác biệt là cái số tiền gói hỗ trợ đó sẽ là bao nhiêu các bạn cũng nên nhớ là cái số tiền mà đòi hỏi bởi đảng Dân Chủ là lên tới hơn 3.000 tỷ đô la hồi tháng 5 nhưng mà sau đó lại giảm xuống bây giờ là còn 2,2.000 tỷ. Và các bạn thấy được là đảng cộng Hòa thì nói là chỉ muốn cái gói hỗ trợ là khoảng chừng là 1,3.000 tỷ mà thôi. Cho nên cái sự khác biệt đó chính là cái số tiền gói hỗ trợ là bao nhiêu. Cho nên cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có được một gói hỗ trợ nào được thông qua. Và nếu như mà chúng ta nhận được tin tức tốt liên quan đến gói hỗ trợ thì đương nhiên là sẽ hỗ trợ được thị trường chứng khoán và nếu như mà bây giờ các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa chứng khoán vàng và bitcoin thời điểm này là đang trong cái mức cao thì bitcoin cũng sẽ đi theo cùng một cái xu hướng đó cho nên thông tin liên quan đến có hỗ trợ là có sức ảnh hưởng đối với giá cả của btc ở thời điểm ngắn hạn dài hạn đương nhiên các bạn sẽ thấy được là dài hạn thì bitcoin và chứng khoán hoa kỳ thật ra không có một cái sự tương quan nào ấn định có lúc là Tương Quang Âm, có lúc là Tương Quang Dương và cũng tương tự với lại thị trường vàng, có lúc là Tương Quang Âm, có lúc là Tương Quang Dương. Nhưng mà điều mình không muốn nói với các bạn là tin tức liên quan đến gói hỗ trợ có thể nhiều bạn nói là mình đang ở Việt Nam, mình đang ở Nhật Bản, mình đang ở Úc thì không quan tâm. Nhưng mà thực ra các bạn cần phải quan tâm tại vì tất cả những thị trường này bây giờ đã đang được kết nối với nhau và thị trường bây giờ thì hầu như là không có còn tin tưởng nhiều về cục chiến công bang của Hoa Kỳ nữa. Các bạn thấy được là tuy là cục chiến công bang của Hoa Kỳ, có nghĩa là Fed đã liên tục đưa ra nhiều lời chứng ngang nhưng mà thị trường chứng khoán trong vòng một tháng qua các bạn cũng đã thấy là S&P 500 thì cứ liên tục đi xuống và ngay cả tuần vừa rồi các bạn cũng đã thấy là Fed đã kêu gọi là chúng ta cần phải có thêm một cái gói hỗ trợ để mà cứu vãn tình hình kinh tế tiếp tục để cho kinh tế được hồi phục lại. Và đây những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và đây là thông tin dành cho những bạn nào mà tham gia vào giải thi đấu của sàn StepX thì các bạn thấy được là giải thi đấu này đã bắt đầu và cho tới ngày hôm nay các bạn có thể lên trên trang web wtc-snapx.com thì các bạn có thể tìm thấy những cái thông tin căn bản là những gì đã xảy ra trong lúc mà mới bắt đầu cho tới bây giờ các bạn có thể nhìn thấy được cái phần trăm lợi nhuận và hiện bây giờ thì đội của Thuận Capital đã đang xếp hạng thứ năm cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ Thuận Capital một cách là tham gia vào cuộc thi đấu này và Thuận sẽ mở đăng ký thi đấu cho đến cuối ngày hôm nay sau cuối ngày hôm nay Thuận sẽ đóng lại đăng ký thi đấu để mà đảm bảo là nếu như mà đội của mình may mắn nhận được cái phần thưởng thì sẽ không bị loãng nếu như mà có quá nhiều member. Cho nên cho đến cuối ngày hôm nay Thuận sẽ đề nghị là SnapX sẽ đóng lại đăng ký thi đấu cho đội của Thuận Capital và những bài nào mà đã tham gia từ đây đến cuối ngày hôm nay có nghĩa là bây giờ là 146 bạn sẽ là những cái member cuối cùng của đợt thi đấu này. Nếu như mà nào mà có hứng thú muốn chơi team Thuận Capital thì sẽ có link ở phía dưới video này nhưng mà các bạn phải cho trước khi mà kết thúc ngày hôm nay tại vì ngày mai sẽ được đóng lại và sẽ ấn định cái số thành viên cuối cùng của đội của Thuận Capital và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội đi nhận được những cái thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là ưu đãi của sàn NEX, đăng ký thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance các bạn có thể đăng ký thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi bấm vào link đăng ký các bạn sẽ để ý là ở phần phía dưới sẽ có cái chữ đó chính là kickback rate 20% và các bạn cũng có thể tham gia những sàn như là sàn margin Bybit, sàn coinbase, sàn metano và anh dùng blockfi. đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất là nhiều nguy hiểm và rủi ro cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao Và nhất là những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm rủi ro lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào Trading Crypto. Bản thân Thuận tôi đã chia sẻ là Thuận chỉ thích đầu tư lâu dài. Và chỉ thích trung bình giá. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.